Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách nấu lẩu gân bò ha. Với cái cách chia sẻ của mình ngày hôm nay thì nồi lẩu gân bò nó rất là dễ nấu luôn, nhưng mà cho chúng ta thành phẩm này thức dùng trong ngọt thanh và ăn rất là bắt luôn đấy ạ. Nếu các bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cách nấu lẩu gân bò làm sao cho nhanh gọn lẹ và đảm bảo được chất thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu cùng có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 350g đuôi bò. Đuôi bò này thì mình mua, mình người ta đã chặt ra cho mình rồi ha. Ở đây thì mình có 250g gân bò. Rồi, đậu hũ non. Bò viên thì mình sử dụng có tầm nửa ký. 10 cây sả. Bên cạnh đây mình có khoai môn nè. Củ cải trắng mình sử dụng 2 củ. Một củ gừng nè. Một củ hành tây. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một nồi nước và mình sẽ xắt gừng vô và mình đập một cây sả mình cho vô ha. Mình sẽ tiến hành mình trần cái đuôi bò như thế này để khử cái mùi hôi, mình cho gân bò vô mình khử luôn nhé. Làm như thế này thì khi mà mình nấu lẩu á, thì gân bò của mình và cái đuôi bò nó sẽ không có bị hôi và nồi lẩu của mình nó rất là thơm. Và làm như thế này cũng sẽ loại bỏ được hết tất cả những cái dơ của gân bò ha và cái đuôi bò. Sau khi mà mình trần và mình nấu cho nó sôi trở ngược lại rồi thì chúng ta sẽ mang đi rửa sạch nhiều lần với nước. Và chúng ta sẽ tiến hành mình cho cái gân bò này vô nè áp suốt. Và mình cho thêm sả cây nè, 1/4 củ hành tây. Kế tiếp thì mình sẽ cho gừng, một thanh quế như thế này. Rồi, 3 bông hoa hồi. Và củ cải trắng mình sẽ cắt khúc mình cho vô luôn ha. Và mình sẽ nêm vô đây là một muỗng canh đường phèn, 1,5 muỗng canh hạt nêm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho vô nồi áp suốt ha. Và cái lượng nước ở trong cái nồi áp suốt trước khi mình bỏ bò vô có tầm 2,5 lít nước. Rồi bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh, mình sẽ hầm ở đây, hầm thịt ha, trong vòng 40 phút. Rồi quay lại thì cái phần rau của mình chuẩn bị gồm có rau mùng tơi, rau cần ô, tần ô nè, rau cải cây, mà có hành tây và mình có khoai môn nè. Và chao thì rau ăn kèm thì mọi người thích ăn rau nào thì mình có thể thay thế nha. Rồi trong lúc đợi thì chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu còn lại, đó là đậu hũ. Đậu hũ thì chúng ta sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn như thế này. Với cái cách chia sẻ này nấu nồi bằng nồi áp suất thì rất là nhanh luôn các anh chị và các bạn. Chỉ cần bỏ vô rồi mình đợi cho nó mềm rồi mình lấy ra thôi. Quan trọng là mình sẽ ninh cái nước lèo làm sao cho nó thơm ngon và cái cách sơ chế bò làm sao cho chuẩn đấy ạ. Rồi bây giờ thì cái bò viên thì các anh chị và các bạn sẽ cắt ra miếng vừa ăn. Ở đây thì cái bò viên của mình nó hơi to nên là mình sẽ cắt đôi ra và mình sẽ cắt chữ thập ở trên để khi mà mình nấu lên nó sẽ đẹp hơn nhé. Rồi mình đã sơ chế hai cái nguyên liệu này xong, bỏ qua một bên. Tận dụng cái thớt này thì chúng ta sẽ tiến hành mình xắt củ hành tây nè. Củ hành tây thì các anh chị và các bạn sẽ xắt múi cau nhé. Với cái cách làm của mình thì trong chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi là chúng ta đã có một cái nồi lẩu rất là hấp dẫn và đầy đủ chất luôn nè. Rồi khoai môn sau khi mà mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi thì các chị và các bạn sẽ loại bỏ hết tất cả những cái hư đi ha. Rồi mình sẽ cắt thành những cái miếng vừa ăn. Đừng có cắt nhỏ quá, tại vì cắt nhỏ thì khi các chị và các bạn chiên và mình bỏ vô mình ninh á thì nó sẽ bị rục nhanh ha. Đó, mình cắt cái khúc cỡ tầm một đốt tay và mình sẽ chẻ làm đôi và làm tư nhé. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình chiên. Bắt lên bếp một cái chảo và mình cho xâm xấp dầu thôi, ít dầu thôi. Và mình sẽ tiến hành mình chiên cho nó vàng hai mặt ha. Mình chiên như thế này á, thì sẽ giúp cho khi qua quá trình các anh chị và các bạn ăn lẩu á, mình ninh khoai môn thì nó sẽ không có bị lờn nước, nó sẽ không bị tan ra nước ha. Nó vẫn giữ được cái miếng khoai môn của mình sau trong quá trình mình ninh lâu. Đó, và các anh chị các bạn chỉ cần chiên cho nó vàng đều hai mặt là được rồi. Nếu mà các anh chị và các bạn muốn cái nước dùng của mình nó lờn lờn nước một chút xíu và nó béo cái khoai tây hơn thì chúng ta chỉ cần chiên một cái lượng vừa phải và một cái lượng còn lại mình không chiên, mình sẽ cho vô cái nồi lẩu nha. Đó, mình chiên vàng lên nè. À.
Và sau khi mà mình đã chiên vàng thì mình bỏ qua một bên, thì chúng ta sẽ làm chao. Chao thì chúng ta sẽ cho chao và đường vô. Và cái tỷ lệ này thì mình thật sự là mình không có cho cái tỷ lệ chính xác được, tại vì mỗi gia đình thì sẽ có một cái khẩu vị khác nhau, nhưng mà thành phần sẽ có đường, chao và một ít sa tế. Các anh chị và các bạn sẽ hòa tan hỗn hợp này và mình sẽ nêm nếm canh chỉnh theo phù hợp của gia đình của mình nha. Rồi chúng ta sẽ nặn tắc vô. Độ chua thì tùy thuộc ha. Rồi quay lại cũng là lúc mà cái nồi áp suất của mình nó đã ninh được 40 phút và cái đuôi bò của mình nó đã mềm nè. Mọi người thấy không ạ? Nước dùng rất là trong, với cái cách ninh này thì nước dùng của mình nó không có bị đục. Bây giờ thì chúng ta sẽ lược ra ha. Lược nước ra. Và mình sẽ bỏ đuôi bò và một ít củ cải còn lại mình cho vô nè. Mình bỏ ra một cái nồi to như thế này. Và cái phần gân bò mình bỏ ra ngoài nhé. Mình sẽ nêm vô đây là một muỗng canh hạt nêm, một muỗng cà phê muối. Rồi một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh đường phèn. Nếu mà các anh chị và các bạn có tương ăn phở thì chúng ta sẽ cho vô đây một chút xíu thì rất là nhạy mùi luôn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ra một cái nồi lẩu và mình sẽ cho vô đây là gốc hành lá, hành tây và cho táo tàu vô nè, táo đỏ vô ha. Rồi khi nào ăn thì các anh chị và các bạn cứ cho lên bếp và ăn tới đâu, sôi tới đâu thì chúng ta sẽ nhúng rau, cho bò viên, cho gân bò vô thì chúng ta sẽ thưởng thức. Món này thì mình ăn với mì tươi ha, hoặc là mì khô như thế này cũng rất là ngon. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách nấu lẩu gân bò tại nhà. Với cái cách này thì rất là dễ nấu, nếu mà các bạn nào chưa thử qua thì hãy làm thử đi ạ, đảm bảo rằng mọi người rất là hài lòng đó. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ xong và hẹn các bạn vào video tiếp theo nha.